Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Hey à, chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay là một bài viết, các bạn tự đọc tên đi nha, của tác giả mà mình nghĩ có một cái tên dài nhất ở Spy Room luôn. Kimono Amaterasu Omikami. Thời gian gần đây, các kênh tin tức ở Anh đã đưa tin về việc 4 thẩm phán tại Anh bị cắt chức vì đã dùng các máy tính của tòa án vào mục đích truy cập vào những nội dung cấm. Văn phòng điều tra hoạt động tư pháp tại Anh cho biết mặc dù việc xem porn là không phạm pháp, nhưng hành động trên được xem là lạm dụng tài khoản IT của tòa án và hoàn toàn không thể chấp nhận được với một chủ nhân văn phòng tư pháp. Nhưng những thẩm phán này không phải là những người duy nhất truy cập porn tại nơi làm việc. Một người đàn ông ở Baltimore đã bị sa thải vì đã dành 39 giờ xem porn ở trên máy tính làm việc chỉ trong thời gian là 2 tuần. Lượng thời gian ấy gần bằng một nửa tổng số giờ làm việc của anh và tương ứng với 2.000 đô tiền lương. Ngoài ra thì còn vô số cáo buộc nhắm đến các sĩ quan cảnh sát về việc họ xem porn trong xe tuần tra trong lúc đang công tác. Theo những báo cáo gần đây, ở Quốc hội Anh có trên 24.000 nỗ lực truy cập vào các trang web porn trong khoảng thời gian là 5 tháng. Con số chính xác là 24.473. Nếu chia con số này ra thì tương ứng 160 lần mỗi ngày và mỗi 9 phút lại có một lượt truy cập. Và không may thay, những hành vi này diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta đang sống trong một thế hệ nơi mà những thể loại porn bạo lực nhất luôn có sẵn và miễn phí 24/7 trong chỉ vài cái nhấp chuột. Vì tình trạng này, không hiếm người mạo hiểm công việc của họ bằng việc xem porn trong thời gian làm việc. Vào năm 2010, công ty Nielsen đã báo cáo rằng chỉ trong một tháng, trên 21 triệu người Mỹ đã truy cập vào các trang web đen bằng máy tính làm việc. Con số cho thấy 29% người đi làm xem porn ở nơi làm việc. Trung bình, một nhân viên xem porn khoảng 45 phút trong tháng và thời gian trung bình cho mỗi lượt xem là 12 phút 38 giây. Cuối cùng, trong báo cáo đã tuyên bố rằng các trang web porn đứng thứ 5 trong các thể loại trang web được truy cập nhiều nhất bởi những người lao động. Một lần nữa, tất cả con số trên chỉ được đo đếm trong vòng một tháng. Vì nghiên cứu Nielsen chỉ là một nghiên cứu của một tháng, hãy cùng nói về phạm vi tổng thể của một vấn đề. Theo Hiệp hội Quản lý Nguồn Nhân lực, 70% tổng số lượt truy cập diễn ra trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nó lên sự thật rằng cứ 5 người thì sẽ có một người xem porn lúc làm việc. Sau đó là nghiên cứu vào năm 2014 về người lạm dụng porn là nam giới. Các nhà nghiên cứu tập trung vào những rủi ro mà họ có thể gặp phải khi tiếp tục xem porn trong nơi làm việc. Một cách cụ thể, cuộc khảo sát điều tra tần suất người lao động nam giới thực hiện việc đó đã được thực hiện và đây là những gì mà họ đã thu thập được. Bởi vì hầu hết các công ty không có chính sách nhân nhượng cho việc này. Ví dụ, bạn sẽ bị sa thải ngay lập tức khi bị bắt xem porn ở nơi làm việc, thì việc xem porn chứa một rủi ro khá lớn. Và bất chấp những rủi ro ấy, trong vòng 3 tháng gần nhất, hơn một nửa, 52% nam nhân viên tuổi từ 18 đến 30 đã thừa nhận là đã mạo hiểm sự nghiệp và kế sinh nhai của họ để xem porn trong thời gian làm việc. Con số phần trăm thậm chí còn cao hơn trong độ tuổi từ 31 đến 49, với gần 74%. Thêm vào đó, 14% trong nhóm 18 đến 30 tuổi và 20% trong nhóm 31 đến 49 tuổi thừa nhận rằng họ xem trên 10 lần tại nơi làm việc trong 90 ngày gần nhất. Và đây quả là một tình trạng đáng để lưu tâm. Khi mà những người lao động không thể để dành porn về nhà xem, họ lại xem ở nơi làm việc, thậm chí là đẩy công việc của họ vào chỗ nguy hiểm. Và quá rõ ràng, điều này đã nói lên một sự thật rằng nhóm người tiêu thụ porn
ngày càng lệ thuộc hơn vào nó, đến mức nó đã ảnh hưởng về mọi mặt trong cuộc sống của họ. Hay nó chính là hướng giải quyết duy nhất cho nỗi buồn chán và họ cần một thứ gì đó để lấp đầy thời gian của mình. Khoa học đã chứng minh rằng porn có gây nghiện và có thể thay đổi não bộ của người xem. Xem những nội dung này cũng khiến năng suất làm việc kém đi. Và porn không chỉ xấu khi đang xem ở nơi làm việc mà còn gây hại cho bất kỳ ai tiếp cận đến nó. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.